phải cho ăn uống đấy đà, có phổi vàng đi đâu. Đó đấy, đấy ơi. Em có những mối tình giống như trong Hậu Duệ Mặt Trời không chị? À, tôi thuộc được ba lời thề, lời thề tư thuộc nữa. Người chiến sĩ cách mạng xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Xin thề. Điện thoại nhanh. Bé bé. Báo cáo đồng chí tiếp tục ạ. Không được bỏ cuộc. Tốt. Một nút nữa. Kéo xuống. Đi đi không từ này. Không, không được, không được rơi, không được rơi, không được rớt. Mục đích của nội dung này để rèn cho các đồng chí sự nhanh nhạy, linh hoạt trong xử lý. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Về đây, các đồng chí phải luyện tập về thể lực, về sức bền, chịu đựng. Học võ, rèn luyện cho mình sức khỏe này, bản lĩnh ý chí này, quyết tâm này. Đưa qua đây. Đồng chí có tiếp tục đi được nữa không? Dạ được. Thì cố gắng nhé. Vâng. Quân đội là một môi trường rất là kỳ lạ. Họ chỉ có một tinh thần vì đất nước, ăn để học tập, ngủ để luyện tập và sống để chiến đấu. Hey! Bắn lên sau đây, đằng sau. Chạy 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 chạy. Bắn lên, bắn lên, bắn lên. Ngày xưa thật sự là con giận ba mẹ lắm. Hóa ra những cái điều này đã tạo cho con một thói quen và nhờ đó việc nhập ngũ của con cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Có thể nói rằng Mai Ngô và Hương Giang á, ở ngoài đời thì các bạn là những cô gái rất là cá tính, rất là phóng khoáng. Khi mà vào sang nhập ngũ thì các bạn sẽ phải thay đổi mình rất là nhiều. Vậy thì Quỳnh Chi muốn hỏi rằng là đối với hai bạn, cái sự thay đổi nào mà khiến cho các bạn cảm thấy khó khăn nhất? Khó khăn nhất đó là về thời gian và việc mình phải gọi là hoàn chỉnh về tác phong. Em nghĩ là cái khó khăn nhất thì nó là về cái giờ giấc sinh hoạt ấy. Tại vì mọi người cũng biết là em là nghệ sĩ thì cái giờ giấc của bọn em nó cũng rất là khác biệt. Nhưng mà khi mà vào quân ngũ thì 9 rưỡi là 10 giờ là tắt đèn rồi, không ai chơi cùng. Và nếu mà làm ồn thì các bạn khác không ngủ được. Những ngày đầu là thực sự là đến đêm là em khóc trong sự bức xúc, bởi vì là em không quen cái thời gian đấy, điện thoại không có, không biết làm gì cả, cảm thấy rất là trơ trọi. Thì cái đấy là khó nhất. Cái khó thứ hai nữa là 6 giờ rưỡi mà ăn cơm. Thì cái điều này là từ bé lớn em không thể tin tưởng, không tin nổi là lại phải trải qua chuyện đấy. Tại vì là 6 rưỡi mà lại ăn cơm thì, tại vì nếu mà không ăn thì không có sức để làm gì cả. Thì sau khi vượt qua khoảng 2-3 ngày đầu thì sau đấy bọn em mới quen. Với Khả Ngân thì sau khi mà xem xong thì Quỳnh Chi thấy là sao cái cô bé này mà cái gì cũng giơ tay, thử thách nào cũng giơ tay. Biết là có cái điều gì mà khiến cho em cảm thấy khó, mà khiến cho em cảm thấy khi mà nghe thấy một cái là em đã cảm thấy sợ và em không dám làm không? Thật ra ví dụ như là có 10 cái thử thách thì trong đó có cỡ 5 cái thử thách thì em có thể làm được. Rồi có 5 cái thử thách là em nhiều khi em cũng sợ lắm, mà cái nhiệm vụ mà leo qua cái hồ bơi á, thật sự là rất là khó khăn với em. Cho nên là khó khăn chứ cũng giơ tay, cũng chơi luôn. Cho nên là được hay không được thì cũng giơ tay. Nhưng mà sau khi mà vượt qua cái thử thách leo dây ngang, vượt qua sông á, thì là ngay lập tức là Khả Ngân đã khóc. Vậy thì không biết rằng là cái cảm xúc lúc đấy như thế nào?
Thực sự giống như là giống như có hai trạng thái cảm xúc nha. Ví dụ như khi mà em mà cố gắng là một cái việc gì đó không được á, em cũng khóc. Rồi cái thứ hai là vui ơi là vui luôn, mà không biết sao khóc luôn á. Tại vì em lúc đó em nghĩ là trời sao mình giống siêu nhân quá đó, dù có mệt cách mấy, khó khăn cách mấy cũng qua được. Thế làm khóc chứ thực ra em cũng biết sao lúc đó em khóc luôn. Khóc vì mình đã trở thành siêu nhân rồi đúng không? Quá hạnh phúc vì mình đã trở thành siêu nhân, để vượt qua được chính giới hạn của bản thân mình. Thế còn Hồng Nhung thì sao? Em thì chắc chắn là cái thể lực của em á, chị nghĩ là cũng khó có thể bằng được ba bạn còn lại. Vậy thì cái thử thách nào mà khiến cho em cảm thấy khó khăn nhất? Cái khó khăn nhất của em á là lúc mà em tham gia là em có nghe nói là có bơi nữa, mà em thì em không có biết bơi. Thì em nghĩ là bơi là cái trở ngại lớn nhất của em. Nhưng mà đến khi mà em vào huấn luyện viên dạy cho em học bơi, chỉ trong vòng 30 phút thôi mà em biết bơi. Đó thì em thấy là wow, không ngờ là trong đây cái gì cũng làm được. Ngạc nhiên về chính bản thân mình đúng không ạ? Và cuối cùng thì cái bài học quý giá nhất mà các bạn rút ra được sau khi mà các bạn tham gia sao nhập ngũ là gì? Em nghĩ rằng là cái điều mà mình nhìn thấy rõ rệt nhất ở đây ấy, đó chính là cái hành vi của mình. Tại vì khi mà mình ở bên ngoài á, mình thích thì mình ăn, mình không thích mình ngủ, mình thích mình làm, mình không thích thì mình chơi. Thì mỗi cái hành vi đấy của mình không ảnh hưởng đến ai hết. Nó chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của mỗi mình thôi. Nhưng mà khi mà ra vào quân đội á, thì ra phát hiện ra một điều rằng là khi mà đã bước qua cái cánh cổng đấy và khoác lên người cái bộ trang phục này, thì mỗi một cái hành động chúng ta làm ra nó không còn là chuyện riêng của một người nữa. Nó liên quan đến đồng đội, nó liên quan đến hình ảnh, nó liên quan đến vận mệnh của đất nước, của quốc gia. Thì sau một ngày đấy là rất là mệt rồi, thực sự là như thế. Nhưng mà khi nằm xuống thì cái mà mình rút ra trong mỗi ngày nó rất là lớn. Ví dụ như hôm nay, hôm nay chết rồi. Hôm nay mình chỉ bởi vì mình mải trang điểm mình xuống muộn, cả một đội phải chạy bao nhiêu vòng quanh sân đó. Thế đến ngày hôm sau, khi mà ví dụ hành quân chẳng hạn, khi mà có tiếng pháo và ngân dẫm phải một cái mìn nổ, cả đội bị phát hiện, bị quân địch bắt, thì có nghĩa là mỗi một cái hành động của chúng ta bây giờ nó không còn là cái hành động riêng nữa, mà nó phải là làm cho tất cả mọi người. Chính vì như thế mà cứ mỗi ngày trôi qua là bọn Giang lại phải rèn luyện để làm gì, để có cái sức mạnh và mình phải chiến đấu cho cả một tập thể. Thì đấy là cái mà Giang cảm thấy nó khác biệt nhất với cả đời sống bên ngoài. Thì sau cái sau nhập ngũ thì em cảm thấy là không có gì không làm được mà mình phải cố gắng. Mình phải cố gắng làm như thế nào đó để làm thật tốt, chứ không phải là thấy một cái rồi nản rồi bỏ. Rồi cái thứ hai á, là trong quân đội á, em cảm thấy mọi người có một cái tình cảm đồng đội rất là cao. Nhiều khi mình làm sai một cái việc gì đó, mọi người rất là bực. Em cảm thấy mọi người rất bực. Nhiều khi nếu mà ở ngoài á, là chắc chắn là sẽ cãi nhau. Rồi nhiều khi lớn tiếng với nhau sẽ không hay. Nhưng mà anh chị á, mỗi lần em làm sai thì anh chị chỉ có nhắc thôi. Xong rồi gỡ 2 phút, 1 phút, mọi người lại vui vẻ với nhau. Và mọi người quý nhau đến mức là quan tâm từng ly từng tí với nhau. Cho nên em rất là thích cái tình cảm đồng đội của của quân đội. Và cái thứ ba, sau sau nhập ngũ thì em mới có được một cái kỷ niệm đẹp như vậy. Tại vì bây giờ thật sự nếu mà lúc đó mà em không quyết tâm á, mà em tham gia chương trình á, thì ngày hôm nay em sẽ không ở đây. Và em sẽ không có những cái video clip, những cái khoảnh khắc, những cái mà quý giá để mà mình có thể xem lại. Nhiều khi sau này em lớn lên em có chồng con cháu kia đó, hồi đó cũng có đi đó. Cuộc sống ở trong quân ngũ nó khác xa với bên ngoài quá. Và nhất là công việc hàng ngày của bọn em, đó là làm nghệ thuật cũng giống như là trình diễn sân khấu. Thì cái tính cạnh tranh giữa các đồng nghiệp với nhau nó rất là cao. Cũng như là về con gái mà có thể là cạnh tranh từng cái môi son một, từng cái màu son một, từng cái kiểu tóc, từng cái váy, cái đầm, cái áo, rồi những cái thứ nhỏ nhặt nhất tụi em cũng phải để mắt tới. Thì khi mà vào quân ngũ, nó lại hoàn toàn trái ngược. Tất cả mọi thứ đều trái ngược. Và lúc đấy không còn thời gian để mà nghĩ đến lông mày kẻ kiểu gì, mắt màu gì, hoặc là hôm nay là mặc đồ sao, rồi xịt nước hoa như thế nào. Tụi em chỉ còn nghĩ đến việc là đảm bảo khung giờ, cũng giống như là tác phong. Xong tiếp theo đó là hoàn thành nhiệm vụ để không ảnh hưởng đến một tập thể. Và cái hơn nữa là mình phải biết bảo vệ lẫn nhau. Đấy là cái mà em rất là quý.
Khi mà mình tham gia, mình không chỉ còn mình không nữa, mà mình còn phải nghĩ đến ba người còn ngồi chung với mình ở đây, cũng giống như là các anh chị đã tham gia với mình. Xong rồi khi mà họ giúp đỡ mình mỗi lần mà mình yếu sức, hoặc là những lần mà mình gọi là kề cặp chị Nhung hoặc là Ngân hoặc là chị Giang, thì mình thấy nó rất là ý nghĩa, và tự nhiên nó làm em lạc lõng trong cái đời sống của em hàng ngày luôn. Thì có nhiều lúc mình rơi nước mắt, thì những cái giọt nước mắt đấy không chỉ là cho những cái lần em cố gắng, cho đồng đội em cố gắng, mà là cho những cái phút giây rất là đáng quý như vậy. Ngày trước á, thì em cứ nghĩ bác sĩ là ngầu, kỹ sư là ngầu, giáo viên là ngầu. Nhưng mà bây giờ thật sự bộ đội là ngầu nhất. Bộ đội là ngầu nhất. Em thật sự rất là nể bộ đội. Và khi mà vào trong môi trường quân đội thì em đã biết môi trường quân đội là một ngôi trường rất là nghiêm minh, rất là kỷ luật, rất là khắt khe. Nhưng mà khi bước vào rồi thì mọi thứ không chỉ là như vậy, mà còn hơn cả như vậy nữa. Và em không thể tin được là tại sao mọi người lại có thể có được một cái tinh thần thép, một cái sức mạnh và một cái ý chí như thế nào mà có thể vượt qua được những cái thử thách, những cái bài tập luyện quá quá là khó khăn, quá là tưởng chừng như là mình không làm được. Và có những cái thử thách mà mình làm bằng ý chí thôi chị, chứ không phải là mình làm bằng khả năng của mình nữa. Lúc đó mình làm bằng ý chí thôi, tưởng chừng như là mình không làm được, nhưng mà cuối cùng tụi em cũng vượt qua. Và đến khi mà hoàn thành cái khóa huấn luyện đó thì tụi em mới thấy được là tụi em đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Và sức mạnh của tụi cái sức mạnh của tụi em cũng được nâng lên. À, nghĩ là nói tóm lại thì đối với em thì bộ đội là... Nói tóm lại là Nhung sẽ lấy chồng bộ đội ạ. À, em thay mặt Nhung nói. Nói đồng ý không ạ? Em sẵn sàng, em sẵn sàng. Các bạn đã làm cho chúng tôi thấy được rằng nếu các anh chiến sĩ nam đã mang đến cho mình một sứ mệnh rất thiêng liêng thì các bạn nữ của chúng ta cũng tuyệt vời không kém. Cảm ơn các bạn đã truyền một cái lửa cho tất cả các bạn khán giả trẻ khi theo dõi chương trình này để thấy rằng nữ các bạn cũng làm rất giỏi, rất được. Cảm ơn các bạn. À, tham gia sang nhập ngũ thì các bạn đã trở thành những bông hồng thép thực sự rồi đúng không ạ? Và một lần nữa thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để cảm ơn cả bốn cô gái đã đến với chương trình ngày hôm nay. Có thể nói, trong số các chương trình đang phát sóng định kỳ trên kênh Quốc phòng Việt Nam, Sau nhập ngũ là một trong số các chương trình có ekip sản xuất hùng hậu nhất. Gần 30 người cùng trang bị máy móc chuyên dụng được huy động để phục vụ cho chương trình trong suốt một tuần ghi hình ở đơn vị. Việc quay đồng bộ nhiều máy, thu tiếng trực tiếp trong một không gian rộng, bối cảnh đa dạng và địa hình phức tạp đã tạo ra không ít khó khăn cho ekip sản xuất, nhất là ở những mùa đầu tiên. Vừa ghi hình, vừa khắc phục xử lý những sự cố chưa có tiền lệ, vừa linh động triển khai kế hoạch để đảm bảo cho chương trình kịp tiến độ. Kịch bản và kế hoạch sản xuất được chốt theo từng ngày để phù hợp với điều kiện thời tiết, tình trạng sức khỏe và tâm lý của các nhân vật tại mỗi thời điểm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ekip cũng như giữa ekip sản xuất và đơn vị huấn luyện là yếu tố then chốt giúp việc ghi hình được diễn ra suôn sẻ. Có một điểm đặc biệt, mặc dù là ekip sản xuất, nhưng lịch sinh hoạt và làm việc của các thành viên cũng nghiêm ngặt, không kém gì các chiến sĩ, thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Thức dậy trước các chiến sĩ, đi ngủ sau các chiến sĩ, bám sát nhất cử nhất động của nhân vật để đảm bảo truyền tải được đầy đủ tới khán giả mọi cung bậc cảm xúc chân thật nhất. Có thể nói, trong suốt thời gian ghi hình, dù không phải là sao, nhưng tất cả các thành viên trong ekip sản xuất cũng đã nhập ngũ ở chế độ nghiêm ngặt nhất. Và kính thưa quý vị, như vậy là sau một năm lên sóng, chương trình Sao Nhập Ngũ đã để lại một dấu ấn vô cùng ấn tượng đối với khán giả truyền hình và trở thành một trong những chương trình được chờ đón nhiều nhất trong năm.
Và để có được kết quả như vậy, đó là sự nỗ lực của cả một tập thể, đó là kênh Quốc phòng Việt Nam, công ty truyền thông Viettel và đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong toàn quân. Và sau đây chúng tôi xin mời đại diện quân chủng Hải quân, đồng chí Đại tá Vũ Quốc Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 1 quân chủng Hải quân. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên trên sân khấu đại diện binh chủng đặc công, đồng chí Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó Chính ủy binh chủng đặc công, và đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Đại tá Doãn Kim Tuyến, Chính ủy Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ lên trên sân khấu để nhận kỷ niệm chương từ chương trình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Đại tá Phan Anh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội sẽ tặng kỷ niệm chương của chương trình cho các đơn vị có tên trên. Xin trân trọng kính mời. Một tràng pháo tay để cảm ơn các đại diện của quân chủng Hải quân, binh chủng đặc công và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Kính thưa quý vị, đóng góp vào sự thành công của chương trình đó là những đơn vị đã trực tiếp tổ chức huấn luyện các nhân vật trải nghiệm. Và sau đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên trên sân khấu Thủ trưởng của Lữ đoàn Đặc công 113, Thủ trưởng của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 vùng 1 quân chủng Hải quân và Thủ trưởng Trung đoàn 692 Sư đoàn 301. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ lên trên sân khấu để nhận kỷ niệm chương từ chương trình. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời lên sân khấu Thiếu tá Võ Thanh Hải, Giám đốc Công ty Truyền thông Viettel sẽ lên trao kỷ niệm chương cho các đơn vị. Xin trân trọng kính mời. Và xin dùng tràng pháo tay để chúc mừng. Ngay sau đây, chúng tôi mời Đại tá Phan Anh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội sẽ lên đọc kết quả nhân vật nữ được yêu thích nhất. Xin trân trọng kính mời. Trong quá trình huấn luyện, cảm thấy đồng chí giáo viên rất đẹp trai và từ từ nghiêm túc. Anh thắt chặt chặt nha, gia đình em còn mỗi mình em rồi đó. Úi dồi, em yên tâm. Cố lên Mai ơi. Tôi cảm thấy tôi kiên cường hơn, mạnh dạn hơn. Và tôi đang nghĩ không có gì mà tôi không thể làm được nếu mình không cố gắng và mạnh dạn. Nhân vật nữ được yêu thích nhất, Trần Thị Khải Ngân. Xin chúc mừng Khải Ngân là nhân vật được yêu thích nhất. Và xin mời Đại tá sẽ trao kỷ niệm chương cho nhân vật được yêu thích nhất của chúng ta. Chúng tôi cũng xin chúc mừng khán giả có số điện thoại 01695 XXX 843 may mắn dự đoán trúng kết quả bình chọn với phần thưởng trị giá 3 triệu đồng. Khải Ngân vừa cao cúp lên em. Xin chúc mừng. Và bây giờ sẽ là phần công bố kết quả bình chọn người chỉ huy được yêu thích nhất với 4 đề cử như sau. Để danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Xin đây, xin đây. Thái độ giải tán đây. Cho giải tán tập trung lại. Tập đi, giải tán. Vào đây chúng ta là để trải nghiệm với quân ngũ, nên các đồng chí phải chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ và kỷ luật của quân đội. Giải thích luôn ý kiến của đồng chí An, đồng chí tự khắc phục. Trung đội trưởng được yêu thích nhất là anh Nguyễn Văn Nhất. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Người chỉ huy được yêu thích nhất, xin mời đồng chí Nguyễn Văn Nhất bước lên phía trước. Xin được mời Thiếu tá Võ Thanh Hải, Giám đốc Công ty Truyền thông Viettel sẽ lên trao. Xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nhất. Và bây giờ là phần công bố kết quả bình chọn cho nhân vật nam được yêu thích nhất với 9 đề cử của chúng ta. Đồng chí Thành chọn được thi đấu với lại Trung Bình Dương. Đẹp chiến anh. Người của mình nó tê hết, mình cảm giác rất là tự hào. Báo cáo đồng chí là chân tôi đang rất là đau và tôi không biết phải làm gì bây giờ. Trước đến giờ quen cái việc là người ăn thịt lợn, bây giờ nhìn mày to thế này mình nghĩ là cái việc là lợn ăn thịt người. Báo cáo đồng chí Trung đội trưởng, tôi là Công Huy. Nào, tôi thấy rất là vất vả, nhất là trong những thời hiện khí hậu mà khắc nghiệt, đang mùa lạnh như thế này. Tôi đầy đủ mua sắt móc
ngày 24 tháng 3 năm 1992. Nhân vật nam được yêu thích nhất, các bạn có biết là ai không ạ? Các bạn có đoán được là ai không ạ? Tôi xin công bố ạ, Phạm Trần Thanh Duy. Xin chúc mừng Thanh Duy. Xin chúc mừng khán giả có số điện thoại 0966 XXX 925 dự đoán đúng kết quả bình chọn với phần quà trị giá 3 triệu đồng. Như vậy chiến sĩ tóc hồng của chúng ta đã giành được chiến thắng. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng Thanh Duy. Và kính thưa quý vị, sau một năm phát sóng thì chương trình Sao Nhập Ngũ đã mang lại những giây phút vui cười với những câu chuyện của những anh lính trẻ có những lúc bật khóc vì thương yêu, vì cảm thông với sự vất vả gian khổ của những người lính, và có một điều vô cùng ý nghĩa mà chương trình đã mang lại, đó chính là góp phần lan tỏa tình cảm của khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ dành tình yêu cho màu áo lính và cho đất nước luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần. Và hãy cùng chúng tôi khép lại chương trình ngày hôm nay bằng một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng cho nhân vật của chúng ta. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sao Nhập Ngũ mùa tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.